say, cánh hồng trao tay đến đây, rộn ràng nghe tim ngân ngây, tình này trao anh thề mãi không bao giờ phai. Chiều một mình trên phố năm xưa, là bước giữa đêm đông. Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác thì lâu lắm rồi em không làm những cái video về cái con loa chợ nời này. Em sợ rằng là các bác đã quên hay là sợ bên em không bán nữa. Thì thưa các bác là bên em vẫn bán và bán rất là nhiều, đang bán rất là chạy luôn. Thì vừa rồi thì em có nhận được một cái điện thoại của một bác khách ở Nghệ An, thì bác có kêu là chúng em làm về cái loa bốt đi. Đó, đầu tiên là hỏi bên em là xem có không, còn không. Nhưng mà còn rất nhiều đó. Và cái sản phẩm này bây giờ đang rất là hot và bán rất là chạy ngon nhá. Thì là bác ấy có nói với bên em là làm một cái video đi, thì là cũng xin nghe lời bác đó, là em xin làm một cái video giới thiệu về cái loa bốt này các bác nhá. Thì thưa các bác, ở đây chính là những con loa lời, loa tay đó của dòng bốt đó. Thì mã của em nó thì đây, thì em sẽ mở ra sau để cho các bác xem mã này đó. Mã của em nó ở đây là 101 các bác nhá. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Hàng rất là đẹp luôn. Đó, made in Mexico thì nó không phải đâu các bác nhé. Thật ra bọn em xuất xứ Trung Quốc. Đó. Xuất xứ Trung Quốc các bác nhé. Đó. Thì những cái dòng bot này thì nó sẽ rất là phù hợp cho các bác sử dụng những cái dàn âm thanh gia đình mà nó thiếu lời. Hoặc là các bác có thể làm dùng cho những quán hát cho nhau nghe, quán cà phê, hoặc hội trường, hội nghị, rất là nhiều nơi là các bác có thể sử dụng được. Bởi vì những cái đôi này là cái bản thân của nó là loa lời, nó tưởng tượng như, các bác tưởng tượng như một cái loa center đó các bác, nó như là một cái loa center, nó cái lời nó sẽ nhiều hơn là cái nhạc nhưng mà nhé. Đó, thì khi mà các bác sử dụng những cái không gian cà phê hay acoustic đó, các cái sử dụng những cái không gian như vậy thì rất là hợp đó, và giá thành của em nó rất là rẻ. Ví dụ như vừa rồi là em có ở đoạn đầu video này em có test qua cho các bác một đoạn nhạc rồi đúng không ạ, nhạc acoustic luôn, thì các bác nghe tiếng rất là sạch và sáng tiếng nhá. Đó, thì các bác lưu ý cho em nhá. Đấy, em nghĩ đến mà em rất là buồn cười. Hôm trước là có một bác ở gần cửa hàng em có đặt mua của bên em là một đôi ba đôi bot này. Ba đôi bot này thì nhân viên bên em nắp xong, bác ấy kêu là mở nhạc non tốp để cho các bác ý bay. Thì thưa các bác, đây là loa lời nhá. Bác muốn mua non tốp thì các bác muốn chơi nhạc non tốp, nhạc nhảy thì các bác có chơi cái loại này. Đó, chứ các bác yêu cầu chúng em nắp loại này rồi mở non tốp cho các bác thì đúng là em cũng xin bó tay. Đó, bởi vì cái loa này sinh ra nó không phải để nhảy đúng không nhá, mà để nghe thôi. Đó. Nghe tiếng rất là hay, là tí tách ở các phòng trà và cà phê rất là hay luôn.
đó, thì là bên em đang bán với cái giá rất là hấp dẫn cho các bác đó. Thì các bác quan tâm thì vui lòng cứ để lại bình luận bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên em sẽ tư vấn cho các bác, hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp về số 0978503822 thì được nhân viên em hỗ trợ. Em cũng cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.